Shop thời trang công sở Namowen xin kính chào quý khách. Mời quý khách đến tham quan và mua sắm tại cửa hàng chúng tôi. Trải nghiệm sản phẩm tốt nhất, dịch vụ bán hàng hoàn hảo nhất. Shop thời trang công sở Namowen khuyến mại tương bừng mừng khai trương từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019. Chương trình khuyến mại giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm. Cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Các sản phẩm thời trang cao cấp, trẻ trung, thiết kế sang trọng. Đồ công sở, đi chơi, đi làm vô cùng trẻ trung với vô vàn mẫu mã đẹp mắt. Hàng ngàn phần quà có giá trị trong tuần lễ vàng khai trương. Không mua vẫn được nhận quà. Vâng, quý khách không nghe nhầm đâu ạ. Không mua vẫn được nhận quà trong tuần lễ vàng khai trương. Shop thời trang công sở Namowen luôn cập nhật xu hướng thời trang mới nhất 2019. Mua bộ com lê tặng combo 3 sản phẩm: một áo trắng Gowen cao cấp, một cà vạt, một đôi tất. Giá trị quà tặng lên đến 600.000 đồng. Các sản phẩm áo gió chỉ còn 98.000 đồng. Và còn rất rất nhiều các sản phẩm khác đang giảm giá và khuyến mại tại cửa hàng. Ngoài ra, shop còn vô vàn các sản phẩm thời trang cao cấp hàng mới về của năm 2019 cùng chương trình khuyến mại giảm giá cực sốc. Quý khách hàng còn chần chờ gì nữa? Hãy đến ngay với shop thời trang công sở Namowen để lựa chọn cho mình, người thân, gia đình và bạn bè những sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất với giá rẻ nhất chưa từng có, chỉ có tại shop thời trang công sở Namowen. Địa chỉ 93 khu 5B, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định. Số điện thoại 0976 552 561. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách.